Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 2 chương trình sách cánh diều qua sách và bài tập. Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập trang 9, bài 54, thừa số tích. Trước hết là các em làm bài tập số 1. Viết từ thừa số hoặc tích thích hợp vào chữ chấm. Rồi câu A, câu B. Rồi các em biết là cũng giống như là phép cộng và phép trừ. Thì đối với phép nhân, mỗi thành phần của phép tính cũng có một tên gọi riêng. Phép cộng thì có số hạng, tổng. Phép trừ thì có số bị trừ, số trừ và hiệu. Phép nhân thì có thừa số và tích. Rồi cụ thể, phép tính 5 x 2 bằng 10. Thì số 5 ta gọi là thừa số. Số 2 ta gọi là thừa số. Hai số nhân với nhau thì mỗi số người ta gọi là thừa số. Kết quả của phép nhân là 10, người ta gọi là tích. Và 5 x 2 người ta cũng gọi là tích. Tích 5 x 2. Được chưa? Rồi, câu B. 4 nhân 3 bằng 12. 4 là thừa số, 3 là thừa số. Kết quả của phép nhân bằng 12. Kết quả người ta gọi là tích. Và 4 nhân 3 người ta cũng gọi là tích. Tích 4 nhân 3. Tiếp theo em sang bài tập số 2. Tìm tích, biết các thừa số lần lượt là A, 2 và 3, B, 4 và 5. Thầy giáo hướng dẫn câu A nha. Muốn tìm tích thì chúng ta lấy thừa số nhân với thừa số. Ở câu A này, các thừa số lần lượt là 2 và 3. Vậy muốn tìm tích thì ta lấy 2 nhân với 3. Ta lấy thừa số nhân với thừa số. Được chưa? Muốn biết kết quả bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính như sau. 2 nhân với 3 có nghĩa là số 2 này được lấy 3 lần. 1 lần này, 2 lần này, 3 lần này. Hoặc em có thể hiểu là 2 nhân với 3 thì chúng ta lấy 3 số 2. 3 số 2 cộng với nhau. Được chưa? 2 cộng 2 cộng 2 bằng mấy? À, bằng 6. Vậy là 2 nhân 3 bằng 6. Bằng cách làm tương tự, các em tìm tích, biết các thừa số lần lượt là 4 và 5. Các em bấm tạm dừng video và các em làm câu B nha. Rồi tiếp theo là câu B. Tìm tích, biết các thừa số lần lượt là 4 và 5. Muốn tìm tích thì ta lấy thừa số nhân với thừa số, tức là lấy 4 nhân với 5. 4 nhân 5 bằng bao nhiêu? Muốn biết 4 nhân 5 bằng bao nhiêu thì chúng ta hiểu 4 nhân 5 có nghĩa là số 4 này được lấy 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Tức là 5 số 4 cộng với nhau. Chúng ta viết gọn dưới dạng phép nhân là 4 nhân 5. Rồi 5 số 4 cộng với nhau ta tính được bằng 20. Có nghĩa là 4 nhân 5 bằng 20. Các em hiểu chưa? Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 3, thực hành lập tích. Mỗi bạn lấy hai thẻ số rồi nêu tích lập được của hai số ghi trên hai thẻ đó. Ví dụ bạn Nam lấy hai thẻ số 4 và thẻ số 2. Bạn ấy nêu mình có tích là 4 x 2. Bạn nữ lấy hai thẻ số 3 và 5. Bạn ấy nêu tích lập được mình có tích là 3 x 5. Ở đây chúng ta có các thẻ số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi,
Bằng cách làm như hướng dẫn, các em bấm tạm dừng video và các em lập các tích nha. Ở đây chúng ta có 4 x 2 này, 3 x 5 rồi. Và chúng ta còn có thể lập được là 6 x 7 này, đúng không? 6 x 8, 6 x 9, rất là nhiều. Ở đây thầy giáo lấy ví dụ thôi, 6 x 7 hoặc là 8 x 9 hay là 4 x 3, các em lấy thẻ số 4 và thẻ số 3. Hoặc là lấy thẻ số 8 và thẻ số 1. Ta lập tích là 8 x 1. Hoặc là các em lấy thẻ số 6 và thẻ số 8. Ta lập tích là 6 x 8. Chúng ta cũng có thể lập tích là 7 x 9, đúng không? Và quan trọng là các em hiểu cách làm thôi. Rồi, video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi, xin chào và chúc em học tốt.